Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp tiếng Anh nhập khẩu. Trong video hôm nay em giới thiệu đến các bác mẫu xe XDS Sandan 600, một dòng xe địa hình đến từ thương hiệu XDS, một thương hiệu rất là nổi tiếng và quen thuộc với các bác về những chiếc xe đạp mang cái cấu hình rất là cao và mức giá thì rất là rẻ và hợp lý. Được trang bị bộ chuyển động Asiza, Shimano Asiza. Gặp đĩa trên là Shimano Atut, khung nhôm nước sơn nguyên bản. Do là xe đã qua quá trình sử dụng cộng với cả là xe bãi nên là nó không được đẹp như những chiếc xe mới. Với cái mức giá em đang bán chỉ có là 5,5 triệu thì một chiếc xe như này nó đã rất là ngon trong cái tầm giá 5 triệu. Sơn nguyên bản khung nhôm, chạy bộ chuyển động Shimano Asiza và gạt đĩa Shimano Atut. Vành 26 inch. Phía trước ghi đông thì được trang bị bộ tay bấm của Shimano, phanh dầu 5,5 triệu và đã có phanh dầu Shimano. Sóc đánh 26. Thì em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, khóa cọc yên tâm cổ phốt là 55 cm. Chiếc xe của các bác từ khoảng 1m58-60 đến khoảng 1m70 đi là phù hợp. Bộ đĩa 8 tầng là 3 tầng đĩa. Thì giá bán của chiếc xe như em đã nói ngay từ đầu video là 5,5 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm về chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh và ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh hàng ngày. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.